Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên hãy like và share video cũng như bình luận thật nhiều ý kiến của các bạn khi nghe truyện. Và hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Nguyễn Huy hân hạnh gửi đến cho các bạn một truyện ma dân gian miền Tây kinh dị mang tựa đề Duyên kiếp tâm linh của tác giả Philip Lê. Tập 1. Lời mở đầu. Tôi là một người rất quan tâm đến cõi tâm linh huyền bí. Cũng như nhiều người khác, tôi có sở thích nghe truyện ma vào lúc rảnh rỗi. Cảm giác được đắm mình vào những câu chuyện tâm linh làm cho tôi thấy cuộc sống này có thêm nhiều điều thú vị và góp phần làm giảm bớt căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống. Kể ra cũng lạ, người ta thường nói kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm thôi, nhưng không hiểu vì sao có người ta cứ mãi tò mò về cõi âm, về thế giới bên kia, mà trong khi đó sớm hay muộn rồi bất kỳ ai cũng sẽ bước qua thế giới và trở về làm cát bụi. Có người nói chết là hết, có người cho rằng chết là được giải thoát, nên không ít trường hợp tự mình kết thúc cuộc đời khi còn rất trẻ. Người thì sợ chết níu kéo cuộc sống từng ngày ngắn ngủi, thậm chí là trong đau khổ và tuyệt vọng. Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, thì mỗi một chuyện đều có nguyên do riêng của nó. Riêng tôi thì dù sống trong cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn mệt mỏi, nhưng tôi vẫn yêu quý cuộc đời này và trân trọng những gì cha mẹ đã dành tặng cho mình để tiếp tục cố gắng. Dù tương lai có như thế nào đi chăng nữa, mình cũng phải biết trân trọng lấy cuộc sống này. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện tâm linh có thật xảy ra ở một vùng quê nghèo miền Tây cách đây cũng rất lâu rồi, mà tôi may mắn được một cụ già cao niên trong làng kể lại lúc tôi có dịp ngồi chung bàn nhậu với ông. Nghe ông kể lại với giọng run run, đôi mắt đã nhòa đi vì thời gian, đầu tóc bạc phơ, cầm ly rượu đế nhấp từng ngụm cay nồng, và câu chuyện cứ như vậy được ông kể lại một cách ly kỳ và hấp dẫn bản thân tôi. Do tôi không phải là nhà văn chuyên nghiệp nên lối hành văn dẫn truyện và dùng từ cũng không được giỏi lắm, mong rằng mọi người bỏ qua cho nếu như có điều gì chưa được tốt, để tôi có thêm động lực để viết tiếp nhiều câu chuyện hơn nữa cho các bạn. Chân thành cảm ơn. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ông lão cầm trên tay ly rượu đế, rung rung hớp một ngụm rồi từ từ để xuống. Giọng trầm buồn, ông kể lại rằng câu chuyện này đã rất lâu rồi, từ cái thời mà ông mới 16-17 tuổi thôi, ở cái tuổi mà ông bà ta vẫn thường gọi là 17 bẻ gãy sừng trâu, ở cái tuổi mà trẻ con không phải, mà trưởng thành thì chưa. Nó là một khoảng giao thoa giữa lứa tuổi bước vào đời với bao niềm mơ ước và hoài bão. Cũng như tình yêu trai gái, với ông nó như một mùi hương lạ, lần đầu tiên được ngửi, tâm trạng bồi hồi xao động khó tả. Ông tên là Hai Thành, sinh ra và lớn lên ở vùng miệt thứ xa xôi hẻo lánh. Người ta hay nói mũi kêu mà như sáo thổi, còn đĩa lệnh tựa bánh canh. Câu chuyện được lưu vào tiềm thức của ông cũng như một phần quá khứ cuộc đời ông đã trải qua, cho đến nay tuổi đã thất thuận mà ông không thể nào quên được, dù là một chi tiết nhỏ nhất. Hôm nay có dịp kể lại cho thế hệ sau này nghe câu chuyện tâm linh này, dù không biết tuổi trẻ bây giờ có tin hay không, nhưng đó cũng coi như là một sự giải bày của một người dặn dậy sương gió, cho vơi đi phần nào nỗi ưu tư mà cuộc đời đã đem đến cho ông. Hai Thạnh sinh trong một gia đình có ba anh chị em,
ông là thứ hai, còn một cậu em trai tên là Ba Tâm và một cô em út tên là Út Chót. Ba mẹ của ông là người miệt Vĩnh Long, về đây lập nghiệp khai phá vùng đất Khỉ Ho Cò Gáy này, rồi sinh sống cho đến tận bây giờ. Năm đó ông Thạnh 17 tuổi, thân hình cao to hơn so với trai tráng cùng trang lứa trong làng. Làn da nâu rám nắng, nhưng được cái ông nhìn rất điển trai. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo. Hơn nữa được cái tính tình siêng năng, hiền lành chịu khó, lại rất tốt bụng, cho nên được bà con rất thương. Và trong đó có cả những thiếu nữ trong làng, ai cũng đem lòng trộm nhớ thầm thương. Ngày xưa mà, ở quê con trai con gái lứa tuổi này là sắp được cha mẹ định chuyện cưới xin rồi. Có người còn có con luôn nữa là đằng khác. Cha mẹ của hai Thành cũng định sau cái vụ mùa này tìm bà mối mai cho hai Thành lấy vợ, để rồi ổn định làm ăn. Mà trước mắt là chọn một nhà nào đó trong xóm cho tiện bề đi lại, cũng như thăm viếng gia đình hai bên sau này. Chiều nào cũng vậy, xong việc đồng án thì hai Thành lại giác bó lợp tre với cần câu ra đồng. Ông ngồi trên một cái xuồng ba lá thảnh thơi bơi đi trên dòng sông êm đềm trong buổi chiều vàng nắng. Gió vẫn thổi hiu hiu, những bông hoa tràm hai bên bờ tỏa hương thơm ngát. Phút giây đó làm cho Thành cảm thấy yêu nơi làng quê yên bình này biết là bao. Đang suy tư thì ông nghe tiếng hò xa xa của một cô gái, trông ngọt như mía lùi vậy. Cô gái miền Tây ngày xưa ai cũng biết hò, biết hát giọng cổ. Không ít đôi trai gái nên vợ nên chồng cũng nhờ nét văn hóa đặc trưng này. Vừa nghe qua làm cho ông cảm thấy nôn nao, muốn chèo thật nhanh đến để biết ai đang hát mà sao ngọt ngào đến như vậy. Phía trước Thành, bên bờ sông là một thiếu nữ độ chừng 16-17 tuổi, đang ngồi giặt áo. Mái tóc dài đen ống xõa đôi bờ vai, cô mặc áo bà ba màu đen, thân hình đầy đặn, mà người bây giờ người ta hay dùng chữ là mẫm mỉm, trông rất đáng yêu. Cô ngồi nghiêng một bên làm cho Thành không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lộ ra bờ má trắng hồng hào, sống mũi dọc vừa cao với làn mi cong đen nhánh. Thỉnh thoảng trong lúc hát còn làm lúng cả cái đồng tiền duyên bên mép miệng. Cô vừa làm vừa say sưa hát, mà không biết có một người lạ kế bên đang đắm đuối nhìn cô tựa như một người mất hồn vậy. Ở cái xứ này, con gái thì nhiều thật, nhưng cô nào cũng có nước da mặn mà, vì quanh năm bên đồng ruộng. Nhưng cô gái này lại khác, dường như cô không hề bị nắng gió miền quê làm mờ đi nét đẹp của mình. Chợt tỉnh sau vài phút bối rối, Thành nhận ra cô ấy không phải là người làng này, vì Thành chưa từng gặp trước đây. Bỗng nhiên cô dừng lại, như biết có sự xuất hiện của một người lạ. Cô quay sang thì nhìn thấy Thành. Cô thoáng nhẹ giật mình, nhưng rồi cũng điềm tĩnh ngước lên, tay vén mái tóc thướt tha qua vành tai. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào khẽ nở nụ cười duyên. Cô hỏi: "Nè, bọn chưa thấy con gái hát bao giờ hay sao mà anh nhìn dữ vậy?" Thành ái ngại lắp bắp: Tôi đang đi cắm câu á, thì vô tình gặp cô. Thấy cô hát hay quá à, cho nên tôi nán lại tôi nghe vậy mà." Cô gái lại hỏi tiếp: "Mà bộ xứ này á, không có ai hát hay hay sao mà anh phải ngạc nhiên khi nghe em hát vậy? Em hát cũng bình thường chứ có hay gì đâu anh. Tại là một mình buồn cho nên hát du dơ vài câu vậy mà. Với lại em thấy con trai mấy anh á nói chuyện với con gái á, tàn khen là khen à, nhưng mà không biết trong bụng lại nghĩ cái gì nữa." Câu nói làm cho Thành gãi đầu, vì lần đầu tiên nói chuyện với con gái, và đặc biệt là con gái lạ mà còn xinh đẹp tới như vậy. Thành bối rối trả lời dồn dập: Không tôi nói thiệt á, cô hát hay lắm. À, cho tôi hỏi nè, hình như cô không phải người làng này phải không?" Cô gái đáp nhanh và bưng thao đồ đi ngược lên bờ. "Phải hay không á thì đâu có quan trọng,
Mà quan trọng là hiện giờ em đang ở đây và sẽ ở đây luôn. Nói xong, cô gái quay bước, làm cho Thành chưa kịp phản ứng thì cô đã mất hút sau rặng tràm xanh rợn, bỏ lại Thành với bao suy tư và có chút tiếc nuối. Chợt Thành khẽ rùng mình, cảm giác ớn lạnh. Thành tự hỏi rằng hình như đoạn này không có nhà chân, phía trên kia là Gò Mã Lạng, vào sâu bên trong là ruộng nương. Từ trước tới giờ Thành đi ngang qua đoạn sông này rất nhiều lần, nhưng cũng ít khi chạm mặt người. Có chăng là những người đi kiếm cá như Thành thôi. Thậm chí ban đêm còn rất ít ai kiếm cá ngay đoạn sông này nữa. Đây là ban ngày, khi trời tối nó rất âm u, hai bên sông toàn là trạm, lau sậy, ráng. Chưa kể nó nằm gần khu nghĩa địa quan, mà những người chết không có nhân thân hay đất chôn thường đem ra Gò Mã đó để chôn như một nghĩa trang từ thiện. Vì thời chiến tranh loạn lạc, xác lính trôi sông dạt vào xóm này rất nhiều, biết đâu mà tìm thân nhân chứ. Hay nghe người ta đồn rằng ban đêm đi ngang Gò Mã Lạng này còn nghe nhiều âm thanh kỳ lạ như tiếng tru, tiếng rên rỉ than khóc, tiếng trung cây hai bên bờ sông, hay tiếng bước chân người cứ lận trong sậy mà trượt theo những chiếc xuồng bơi qua đây, làm cho người ta sợ và coi đây như một nơi cấm địa ít ai dám xâm phạm vậy. Nhưng rồi mọi thắc mắc không có lời giải đó cũng dừng lại, vì Thành biết phải bơi thật nhanh qua đoạn sông này để đi đặt lợp cắm câu, nếu không kẻo trời tối mất. Vừa đặt xong mớ lợp chỉ mấy chục cái cần câu, Thành vào căn chòi nhỏ mà anh dựng lên để ngủ lại thăm câu qua đêm, hớp một ngụm trà nóng mà chiều mang theo, rồi nằm gác tay lên trán. Thành chợt suy tư và nhớ về câu chuyện vừa gặp buổi chiều. Anh mong gặp lại cô gái đó thêm một lần nữa để có thể làm quen, cũng như phần nào giải đáp thắc mắc của anh về sự xuất hiện kỳ lạ của cô gái này. Đang mải mê theo đuổi suy nghĩ thì anh thoáng rùng mình. Đã bao nhiêu lần anh đi cắm câu và ngủ lại ở đây, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác kỳ lạ đến như vậy. Ngọn đèn dầu leo lét đông đưa trong gió, tiếng côn trùng rã rích, rồi trời bắt đầu rơi từng hạt mưa rơi lắc rắc chạm vào mái lá. Cảm giác một ngày mệt mỏi làm việc đã nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy mình đang đi trên một con đường mòn nho nhỏ, hai bên tràn ngập qua đổ quyên tỏa hương thơm ngát trong không khí se lạnh. Dường như đây không phải là làng quê của anh, mà đó là một vùng núi hoang vu xa xôi nào đó. Anh bước đi từng bước, bỗng nhiên anh nghe tiếng gọi của một ai đó từ rất xa vọng lại. Anh à, đợi em với. Sao anh không đợi em vậy? Em mỏi chân quá. Anh ơi, đợi em đi với. Đó là âm thanh phát ra từ một cô gái ở phía sau Thành, độ chừng 10 bước chân. Nhưng anh không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấp thoáng mờ mờ ảo ảo. Cô mặc một bộ đầm trắng dài tới đầu gối, dáng người thanh tú. Cô bước tới gần Thành, rồi khẽ gục đầu một bên, như vừa mới chạy một đoạn đường xa cho nên dừng lại nghỉ mệt. Tay cô khẽ run lên, nắm lấy tay Thành rồi nói: Anh đó, sao em gọi muốn khan tiếng mà anh không dừng lại? Anh nghe hay là cố ý vậy? Thành chưa kịp trả lời thì lại ngạc nhiên vì thấy mình đang mặc một bộ đồ trông rất kỳ lạ, kiểu như đồ của người dân tộc vậy. Cô gái lại hỏi dồn: Bình A, anh có nghe em nói không vậy? Chúng mình thật lòng yêu nhau thì phải cùng nhau vượt qua khó khăn chứ. Sao anh lại cứ trốn tránh hoài như vậy? Anh có biết em yêu anh nhiều lắm hay không? Vừa mới dứt câu thì cô gái đột nhiên thét lên kinh hãi đau đớn, rồi phụt tan biến. Rồi Thành lại ngơ ngác bước tiếp đi về phía trước, như muốn đi tìm cô gái đó. Anh cứ đi mãi, đi mãi xuống sườn dốc, băng qua một con suối nhỏ, và phía trước Thành là một cánh đồng cỏ dại, có những bông hoa tím xanh mơn mởn, tỏa hương thơm,
mà Thành cũng không biết đó là loại hoa gì. Thành bỗng dừng lại trước một cái gò đất nhỏ. Nhìn kỹ thì đó là một ngôi mộ có bia làm bằng đá, phủ rêu xanh rì, nhưng trên đó có khắc tên của một người: Đỗ Ngọc Quyên, sinh ngày 3 tháng 6 năm 1932, mất ngày 16 tháng 7 năm 1954. Lạ thay, ngoài những thông tin của người mất thì phía dưới góc bia mộ còn có ghi hai dòng chữ, mà nói chính xác thì đó là một bài thơ. Thành cũng không được đi học nhiều, chỉ vừa biết đọc là đã nghỉ học, vì điều kiện thời đó thực sự rất khó để theo đuổi con chữ. Nhờ sau này trong xóm có chú Bảy, là ông giáo thiện tâm dạy cho những đứa trẻ nghèo trong xóm vào ban đêm. Nhờ vậy mà Thành cũng đọc viết một cách rất thuần thục. Anh đưa mắt nhìn thật kỹ hai câu thơ được viết: Người đi bỏ lại rừng thương nhớ, lạc bước vô hồn chẳng lối ra. Vừa mới đọc xong thì bỗng dưng ở phía sau có một ai đó dùng dây siết chặt lấy cổ Thành, làm cho anh run rẩy, ngạt thở như sắp đứt hơi. Anh nắm lấy sợi dây ngang cổ mà cố giằng kéo ra, miệng không ngừng ú ớ la hét, tưởng như sắp bị siết tới tắt thở. Thì bất thình lình Thành giật mình tỉnh lại. Anh chợt hoàng hồn khi biết rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng sao nó thật đến kỳ lạ, tay Thành vẫn còn đang vịn lấy cổ mình, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Anh gắng gượng ngồi dậy, chợt anh nhớ lại cái ngày tháng trên ngôi mộ kia. Cô gái ấy đã chết cách đây cũng gần 20 năm rồi. Kỳ lạ thiệt, sao mình lại mơ thấy những điều mà chẳng hề liên quan gì tới mình gì hết vậy nè? Thành tự hỏi. Ngoài trời gió vẫn thổi rì rào, kèm theo từng giọt mưa nặng hạt buông xuống căn chòi nhỏ. Chợt anh thấy ớn lạnh và giật mình khi có một bóng đen phía trước trên nóc chòi vụt bay qua. Những điều kỳ lạ vừa xảy ra làm cho anh thực sự thấy hoảng hồn. Vì trước giờ đi đêm và sống ở vùng quê hẻo lánh này, từ nhỏ cho tới lớn, chưa bao giờ gặp được những chuyện như vậy. Cố trấn an tinh thần, Thành nằm xuống nhưng không tài nào ngủ lại được. Trời cũng dần về khuya, Thành trằn trọc mãi, cho đến khi gần sáng anh dậy đi thăm câu với mớ lợp, rồi trở về nhà chỉ bao suy tư, vừa mệt lại vừa bồn chồn trong dạ. Tiếng gà gáy xôn xao xóm làng, nắng ấm bình minh bắt đầu xuyên qua từng kẽ lá còn đọng sương đêm. Không khí mát lạnh của buổi sáng bình yên nơi làng quê cũng phần nào làm cho Thành dơi bớt đi muộn phiền. Cùng với đó là một ngày bội thu cá, anh hăm hở bước lên bờ rồi nói to: Má ơi, con về nè. Trời ơi, bữa nay nhiều cá lóc với cá rô lắm á. Bà ba, má anh Thành trong nhà vừa mới cho đàn heo gà vịt ăn xong thì bước ra rồi nói: Ủa Thành, về rồi hả con? Ở đâu để má coi coi. Ui da, trời ơi, cá bự quá ha. Thôi, con đem mớ cá này rộng lại đi, để dành từ từ ăn. Sắp tới giờ vụ cắt lúa rồi. Còn hai con cá lóc bự này nè, bây giờ má đem đi nấu bún mắm cho tụi bay với ba mày ăn nghe không? Cũng lâu rồi má không có nấu món đó. Để má chạy ra gửi bà Bảy đi chợ mua giùm ít bún với mớ đồ về má nấu cho mà ăn.
Vừa nghe tới món bún mắm cá lóc thì Thành đã muốn ứa nước miếng ra rồi. Phần vì trong bụng đang đói cồn cào, phần vì đó là món khoái khẩu của anh. Mà bún mắm do má nấu là hết sảy luôn, cho nên anh rạo rực niềm vui. Ở quê mà, những niềm vui ăn uống nho nhỏ như vậy cũng mang lại cho con người ta sự hạnh phúc đến lạ kỳ. Mà bún mắm miền Tây đó, ai ăn xong cũng phải nhớ hoài. Cá lóc hấp với hành tỏi được bung thịt ra, đem xé phay, đầu ruột để riêng. Nước lèo nấu bằng những con mắm sặc đỏ âu, nêm nếm vừa cay nồng lại vừa thơm. Cộng với mớ rau thơm nữa, thêm mấy con tôm luộc cùng với thịt heo sắc lát. Chà, vừa ăn bún vừa nhâm nhi đậu cá lóc chấm với nước mắm chanh tỏi ớt thì còn cái gì mà bằng nữa. Cả nhà vui vẻ ăn xong buổi sáng thì ba Thành nói: "Ờ Thành à, bữa nay á con đi với anh hai Bình của con, đi qua bên nhà chú Tư rẫy giúp ổng nạo vét cái mương sau nhà nghe." "Ai cũng biết thằng Bình nó thương con hai Hồng, cho nên hễ nhà chú Tư mà có chuyện gì á là nó qua nó làm tiếp hết mình. Bây là em nó đi tiếp nó ăn tay đi. Anh em họ hàng với nhau, cũng như là cái tình làng nghĩa xóm với chú Tư nữa. Rồi sau cái vụ mùa này nghe, thì hai đứa nhỏ nó thương nhau rồi. Bác hai bay có bạn với tao là lo chuyện cưới hỏi cho tụi nó luôn đó. Chứ thằng Bình nay cũng 22 rồi, con Hồng 21 rồi chứ đâu có nhỏ gì nữa đâu." Thành gật đầu chân dạ liên tục, rồi đi thay bộ đồ cũ anh hay mặc để làm những công việc dễ dính sình đất. Anh lên xuồng bơi băng băng về phía nhà chú Tư rẫy. Anh hai Bình là con của bác hai, anh ruột của cha Thành. Hai anh em Thành với Bình thương nhau lắm, dù là anh em con chú bác thôi, nhưng mà họ coi nhau như anh em ruột vậy. Bác hai có 4 người con, anh Bình là lớn nhất, rồi người thứ ba tên là Quân, năm nay đậu bằng tuổi Thành. Hai người còn lại thì mãi cách hơn 6 năm sau khi sinh ra Quân. Bác hai gái sinh thêm đó là Tư Nghĩa và một người con gái út tên là Ngọc. Năm nay út Ngọc mới được 9 tuổi thôi, cũng là đứa con mà bác hai cưng chiều nhất vì cô là đứa con gái duy nhất trong nhà. Vừa mới ghé xuồng vào bến thì đã nghe rơm rã câu nói câu cười ở nhà chú Tư. Thành vừa bước lên thì chú Tư với mấy bác trong xóm hỏi dồn: "Ủa Thành, ba bay đâu á, sao qua có mình ên vậy?" Dạ, bữa nay ba con có chút công chuyện ngoài ruộng, coi canh nước, cho nên kêu con qua đây phụ trước đó." Chú Tư nói: "Ờ, anh ba bận á thì có bay thôi cũng được rồi. Làm xong á, chú cháu mình nhậu một bữa, cho nó đã nghe mày." Thành tươi cười: "Dạ, làm thì làm chứ con uống được nhiều đâu, chủ yếu phá mồi à chú ơi." Rồi mọi người cười phá lên. Anh Bảy Sọc cùng sớm nói to: "Thôi, mày mà muốn nhậu á thì phải đi theo anh hai Bình của mày đó. Nó mà chịu nhậu á nghe, là cả xóm không ai hạ được nó đâu." Bỗng dưng anh hai từ đám cây dưới mương mới thò đầu ra nói vào: "Trời ơi, anh Bảy nói quá, làm như em bợm nhậu không bằng vậy anh Bảy." Anh Bảy cười phá lên rồi nói: "Tao quên, đang bên nhà ông già vợ tương lai, cho nên làm sao mà dám nhận nhậu mạnh được. Chứ không con Hồng nó mà nghe nó chạy mất dép, sợ mày nhậu xỉn vô quánh nữa sao." Anh hai Bình vẫn nở nụ cười hiền lành. Ai cũng biết tính anh rất vui, cho nên hay nói đùa, và tuyệt nhiên không bao giờ anh để bụng. Mọi người đang làm miệt mài thì từ trong nhà chị Hồng bước ra, người thon thả cao ráo, mái tóc đen dài ống ả được búi cao lên, mặc bộ bà ba màu nâu nhạt, gương mặt hiền lành nở nụ cười tươi, lộ đôi hàm răng trắng tươi cùng với một cái răng khểnh rất là chuyên, đôi mắt đen tuyền, tay cầm bình nước bước ra nói: "Nè, nãy giờ em nghe hết rồi đó nghe. Không có em ở đây á, mọi người lấy em ra làm nói xấu phải không?" Ai nấy cũng cười phá lên. Có một chú nói to: "Ê Bình, con Hồng á nói mày nói xấu nó kìa." Rồi nói to hơn: "Ê Hồng ơi, thằng Bình đó nãy giờ nó nói xấu bay dữ lắm luôn đó. Chú đâu có dám nói lại đâu con, sợ bay buồn đó. Bây giờ bay hỏi chú mới dám nói à nghe." Anh Bình ngượng ngạo khẽ lắc lắc cái cổ,
mỗi lần gặp người yêu ở nơi có nhiều người lại bị chọc cho nên mặt đỏ ửng nhìn rất buồn cười. Nhưng ai cũng biết mà, ở nơi mé sông giữa xóm là nơi mà hai người hay hẹn hò để trò chuyện tâm tình. Cả hai phải lòng nhau mấy năm rồi và cũng sắp nên duyên vợ chồng. Đón chào một cánh cửa của hạnh phúc sau tình yêu trai gái, đó là tình nghĩa vợ chồng ăn đời ở kiếp. Nhưng chuyện đời khó lường mà, không biết trước được tương lai, nên hạnh phúc được ngày nào cứ mừng ngày ấy thôi. Buổi chiều hôm đó, mọi người quây quần bên nhau cùng nhâm nhi chén rượu nồng, rồi kể chuyện cho nhau nghe. Tuy đơn sơ, nhưng tình làng nghĩa xóm thật trân quý biết bao. Nhưng mà sau tất cả những giây phút êm đềm, thì có lẽ đó cũng là báo hiệu của những ngày giông bão sắp tới. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không ai thay đổi được. Những buổi chiều đi làm đồng về chung, hai Bình hay nói với Thành và Quân: "Nè, sau này á, anh cưới chị Hồng tụi bay rồi nghe. Tao sẽ cất một cái nhà ở gần mé sông này nè. Ban ngày thì đi làm, tối thì kiếm cá, bán kiếm tiền lo cho vợ, rồi còn con cái sau này nữa. Trời lo cho ba má. Còn nữa, đặc biệt nha, anh sẽ làm một cái nhà sàn cặp nhà. Lúc đó thì anh em mình có dịp tụ họp, nhâm nhi chung rượu, rồi làm vài câu giọng cổ chơi. Thấy vậy vui không? Tụi bay á cũng lo kiếm vợ đi, cho có đôi có cặp. Chứ ở quê mà, có thêm người kề cận vẫn tốt hơn, mà là người con gái mình yêu nữa thì còn gì bằng." Anh nghĩ vậy á, thấy được không tụi bay? Thành và Quân dân dân dạ dạ rồi nói: "Anh là sướng nhất rồi. Chị Hồng vừa đẹp người vừa đẹp nết, trai trong xóm ai cũng mê, mà có được gì để ý đâu. Thậm chí em còn nghe nói nha, ngoài chợ có mấy mối cậu ấm con nhà giàu vô dạm hỏi mà cũng bị chị ngó lơ. Chị chỉ thương mình anh thôi đó." Hai Bình được nước tự hào, cao giọng cười to: "Tụi bay biết tại sao không? Tại vì anh mày đẹp trai nhất xứ này rồi." Cả ba anh em cùng cười đùa rơm rã trên đường quê gần vào mùa gặt. Hương lúa chín vàng ngang ngát dưới bầu trời trong veo đang tắt nắng. Gần đến ngày mùa, xóm làng rộn rã hẳn lên, mà nhất là anh Hai Bình vì sắp được cưới vợ, sắp cưới được người con gái mà anh yêu thương nhất đời này. Anh cao to, mặt mũi hiền lành, có nụ cười tươi như nắng, giọng trong trẻo giòn tan, nhất là khi hát giọng cổ thì làm cho bao cô gái mê đắm với giọng hát của anh. Cũng từ đó mà tình cảm của hai người cũng đơm hoa kết trái, rồi thề non hẹn biển cùng nhau. Nhưng sinh ra ở cái thời còn binh đao loạn lạc này thì không thể nói trước được điều gì. Nghe đâu đồn trưởng mới về ở ngoài chợ huyện là một người nổi tiếng ác ôn, hắn cũng là người vùng này, được cái gia đình là địa chủ lớn ở vùng bên, cho lên Sài Gòn học từ lúc 15 tuổi, được đào tạo sĩ quan lục quân. Sau khi ra trường, hắn được điều về chiến trường miền Đông. Rồi sau khi đồn trưởng ở đây chết sau một lần dội bơm, hắn cũng được điều về vùng này và thăng lên quân hàm thiếu tá khi mới 32 tuổi đời. Nghe thì vậy, nhưng cả xóm không mấy bận tâm, vì xóm nghèo này hằng ngày lo miếng ăn cho no là đủ vui rồi. Thành cũng không rõ lắm, chỉ mong rằng làng quê được yên ổn, không phải thường xuyên khói lửa, ly biệt là thấy yên dạ rồi. Bữa đó là một ngày đầu tháng 11 âm lịch, cả nhà Thành đang quay quần bên bữa cơm chiều thì nghe thấy tiếng súng nổ dồn dập ở hai bên bờ sông, cách nhà độ hơn cây số. Rồi xuồng máy hơn chục chiếc đổ xô vào cái xóm nhỏ yên bình này. Họ ghé từng nhà lục soát, tra khảo rồi đập phá, rồi còn bắt sạch cả gà vịt ngỗng heo. Bà con xót xa nhìn theo mà không dám nói lời nào,
vì miệng súng lạnh lẽo trên tay họ như lời nhắc nhở cho mọi người là nên im lặng sẽ tốt hơn, coi như của đi thay người. Tối hôm đó, Quân hớt hải chạy qua nhà Thành, miệng lắp bắp không thành câu. Không xong rồi chú ba ơi. Nghe thấy tiếng, cả nhà Thành chạy ra đưa những đôi mắt lo lắng nhìn về phía Quân. Ba Thành hỏi: Nè, có chuyện gì mà bay hốt quảng dữ vậy? Dạ, lính vô nhà chú Tư Rẫy, nó bắt chị Hồng đi rồi. Trời ơi, sao mà lại bắt con Hồng? Dạ, nghe nói là tình nghi chị Hồng tiếp tế cho bên kia gì đó. Con nghĩ hồi diễn cớ thôi, chắc họ muốn lấy lòng thằng đồn trưởng á, cho nên bắt chị Hồng đem về cho hắn đó. Họ nói là chỉ cần hỏi cung xong sẽ tha cho về, nhưng mà con nghĩ không có đơn giản vậy đâu. Chú Tim Tư đang khóc gất bên nhà đó. Trời ơi, rồi thằng Bình đâu? Bay có cho nó hay chưa? Trời ơi, sao mà lại bắt con nhỏ vậy? Quân đáp: Dạ, anh hai đem nếp về bên nội, cho nội gói bánh á, sắp đám giỗ ông Cóc rồi. Mới đi hồi sáng à, ít gì á chắc cũng chiều mai mới về tới. Thôi nhanh nhanh lên, bay với thằng Thành á, đi ngay bây giờ qua báo cho anh hai mày lẻ lên, để tao đi tụ họp mấy chú bác mày, rồi ra đồn hỏi coi á, làm cái gì mà bắt con Học. Vừa nói xong, ông quay qua căn dặn: Nè, má bay với sắp nhỏ ở nhà đóng cửa lại, cho tới khi nào tôi về á mới mở ra nghe chưa. Tôi qua nhà hàng sớm nhờ mọi người giúp đỡ. Nghe nói á, là cái thằng đồn trưởng này nó háo sắc lắm, mà gặp con Hồng nữa thì thế nào cũng có chuyện cho mà coi. Thành và Quân lặng lẽ không nói thêm câu nào, vội chóng xuồng ra sông bơi đi hối hả, mà không hề suy nghĩ đêm hay ngày. Cả hai chèo không biết mệt mỏi, để cho hai Bình hay là vợ sắp cưới của anh sắp có chuyện chẳng lành rồi. Mẹ của Thành ở nhà như ngồi trên đống lửa, không thể nào ngủ được. Phần lo cho Hồng, phần lo cho chồng mình không biết có gặp chuyện gì hay không. Bà đốt mấy nén hương thắp lên bàn thờ, rồi thành tâm khấn vái. Mãi cho tới gần sáng, bình minh đã ló dạng mà ông ba vẫn chưa dậy, cũng như vẫn chưa có tin tức của Thành và Quân. Bà ra mé sông nhìn về phía đầu làng, rồi thấp thoáng có bóng mấy chiếc xuồng ba lá bơi hướng về xóm nghèo. Càng về gần, bà nhận ra đó là chồng bà với bà con hàng xóm, có cả vợ chồng chú Tư Rẫy, ba mẹ của Hồng. Chưa tới gần nhà mà bà đã nghe tiếng khóc thảm thiết, nhức nhối, phá nát cái không gian yên bình của buổi sáng nơi làng quê. Cổ bà như nghẹn lại, vì đó chắc chắn là chuyện không hay rồi. Bà tự hỏi: Ủa, con Hồng đâu, sao không thấy nó, mà anh chị Tư khóc dữ vậy nè. Xuồng càng tiến đến gần, thì khung cảnh hiện ra trước mắt bà là một thảm cảnh đau lòng, khó ai chấp nhận được. Ôm trên tay người đàn bà tội nghiệp đang khóc nấc không thành tiếng là xác của Hồng. Miệng cô tái mét, còn dính máu khô, trán bầm dập, tóc tai rối bù, đôi mắt chưa nhắm lại hẳn, chỉ như người mới lờ đờ ngủ thôi. Quần áo rách bươm xộc xệch, mấy nút áo phía trên còn để hở, lộ ra phần cổ và sâu xuống gần ngực trắng nõn nà là những vết cào còn sướm máu. Những vết cào xé nát da thịt non nớt của một người con gái chớm tuổi đôi mươi. Cơ thể tội nghiệp nằm trong lòng tay của người mẹ, như đang trong cơn mộng mị mà chẳng bao giờ tỉnh lại. Cạnh bên là cha của Hồng. Chú Tư đang quỳ gục, nhìn con mà bản lĩnh của người đàn ông rắn rỏi cũng không cầm được dòng nước mắt. Tóc tai chú rũ rượi, mắt đã sưng to vì khóc quá nhiều. Khuôn mặt tròn bầu bỉnh của chú chùm xuống nhăn lại, miệng miếu máu không thành lời. Cô con gái đầu lòng mà chú yêu quý, chắc chiêu từng hạt cơm chén gạo nuôi nó lớn, nay chỉ còn lại một cái xác vô hồn, nằm rũ rượi sau một đêm thương tâm, dưới bàn tay của những kẻ dơ bẩn, hung tàn và không có nhân tính. Chú biết kêu oan với ai đây? Biết làm sao cho đứa con gái yêu quý của ông sống lại? Những ngày tháng sau này không còn con nữa, ông làm sao vượt qua những thói quen hàng ngày khi được con gái lớn của mình chăm sóc? Mấy ai thấy cảnh này mà cầm được nước mắt đâu? Mẹ của Thành cũng bậm miệng khóc nấc,
Cha Thành ghé xuồng vào bờ rồi lên tiếng nói: Tôi qua nhà anh chị Tư tiếp tay anh chị lo cho đám tang của con Học. Bà thu xếp sắp nhỏ xong đi, rồi kêu thằng Tâm coi qua nhà phụ. Nói rồi ông đưa mắt như có ý để bà đừng hỏi gì thêm. Chuyện dài lắm, từ từ rồi tôi kể. Bây giờ không phải là lúc đâu. Tụi thằng Bình về á, có gặp thì bà kêu nó qua nhà chú Tư luôn đi. Ông chợt thở dài rồi nghẹn giọng: Rồi đây, không biết thằng Bình nó đối diện với chuyện này sao nữa. Ông lặng lẽ xuống xuồng bơi đi, bỏ lại bà ba với biết bao nhiêu ngổn ngang đang nhảy múa trong lòng ngực. Buổi trưa hôm đó, Thành, Quân và Bình chống xuồng ào ạt về tới trước cửa nhà réo gọi. Mẹ Thành chạy ra. Thành hỏi: Mẹ ơi, mọi người với ba về chưa? Tụi con ra đồn mà không thấy ai trơn. Hỏi mấy người lính á thì họ nói là mọi người về rồi, sao không nói gì nữa? Bà dội trả lời: Thôi, tụi bay qua nhà chú Tư nhanh đi. Bình hỏi dồn: Hồng về chưa tính ba? Cậu có bị làm sao không? Bay chạy qua đó nhanh đi rồi biết. Rồi bà ôm mặt khóc. Bình biết mọi chuyện không hay rồi, cho nên chạy bán sống bán chết trên bờ ruộng, rồi ầm ầm nhảy xuống sông lội qua mấy con kinh mà không hề biết mệt. Thành và Quân cũng vội vã đuổi theo sau. Nhà chú Tư lúc này đang bu đen bà con hàng xóm vì nghe tin dữ của Hồng. Từ phía ngoài, Bình mình mẩy ướt sũng, tay chân rớm máu chạy dạo, xông thẳng vào trong nhà. Mọi người như hiểu, cho nên mở đường cho anh bước sâu vào bên trong. Đập vào mắt anh là cơ thể của Hồng đang nằm bất tỉnh trên bộ gián gõ đặt giữa nhà. Hai bên là chú Tiếm Tư, mấy đứa em của Hồng và bà con họ hàng đang khóc tức tưởi. Cả bầu trời như đổ sập xuống. Bình vội chạy lại ôm lấy xác Hồng, cất tiếng nói dồn dập: Em Hồng, Hồng, em tỉnh dậy đi em. Tỉnh dậy nhìn anh Bình nè, chồng sắp cưới của em nè Hồng. Tỉnh lại đi, mình sắp làm đám cưới rồi em. Rồi anh quay sang hỏi mọi người: Em Hồng bị làm sao vậy cô chú? Tại sao em không tỉnh lại vậy? Khuôn mặt của Bình xanh xám như một kẻ vô hồn, cứ quay qua quay lại, tay chân run rẩy, giọng khàn đặc lấp bấp. Ba của Thành chạm khẽ vai Bình, rồi ông nói: Bình à, con Hồng nó chết rồi con à. Ông vừa nói vừa nhắm mắt nhìn xuống, khóe miệng run run. Bình như một người điên không chấp nhận được sự thật. Anh ôm xác Hồng gào khóc, từng tiếng gào như xé nát lòng ngực của anh. Người ta thậm chí nhìn thấy miệng anh chảy cả máu tươi vì rách cả cổ họng sau những đợt kêu gào thảm thiết. Rồi anh trầm giọng, nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó: Tại sao? Tại sao? Là kẻ nào? Kẻ nào đã giết Hồng? Trước mắt mọi người bây giờ không còn là Bình, một cậu thanh niên hiền lành tốt bụng nữa, mà thay vào đó là sự hung dữ, gào thét như muốn giết người. Ai cũng đau xót cho cảnh éo le này, không biết phải làm sao. Người chết đâu có sống lại được nữa. Mãi cho đến khi không còn sức, Bình đổ gục xuống nền nhà, phần vì xúc động mạnh, phần vì cơ thể đã kiệt sức vì đi đêm hơn mấy chục cây số mà không biết nghỉ mệt. Mọi người vừa thương vừa tội, xúm nhau khiêng Bình vô trong buồng để anh nghỉ ngơi. Rồi đám tang của Hồng lặng lẽ diễn ra. Thầy cúng cũng được mời về. Không khí tang thương bao phủ lấy cái xóm nghèo yên bình. Lúc liệm thi thể cho Hồng, chú Tư đã ngất đi vì quá đau xót khi không còn được nhìn thấy con mình lần nào nữa. Cũng may vì lúc đó Bình còn hôn mê chưa tỉnh lại được, chứ nếu không có lẽ anh cũng ôm chặt xác cô mà không để cho mọi người liệm cô vào trong quan tài lạnh lẽo kia được.
Buổi tối hôm đó trời đã khuya, bà con cũng về gần hết rồi, chỉ còn lại những người thân thuộc trong gia đình và hàng xóm thân thiết. Trong đó có ba của Bình, ba của Thành, Thành và Quân, rồi thêm mấy chú với mấy cô dì nội ngoại của Hồng. Bình thì nằm hôn mê trong buồng, chưa tỉnh lại sau cú sốc quá lớn. Mọi người đang ngồi ngoài nhà trước uống vài chung rượu để nói chuyện thâu đêm cho đám tang bớt đi phần u uất. Thầy cúng thì cũng đang tụng kinh thâu đêm. Trời càng về khuya, không khí càng lạnh và u tịch. Tiếng côn trùng ríu rít, xa xa là tiếng chó tru lên từng hồi, nghe ghê rợn cả sống lưng. Cái hòm của Hồng nằm đó, le lét ánh đèn dầu với mấy ngọn nến xung quanh. Khói nhang nghi ngút, nhưng không có gì ảnh. Vì ngày xưa làm gì có điều kiện như bây giờ. Dù có đủ tiền, cũng không có thợ chụp ảnh nào ở vùng quê nghèo heo hút này. Đang yên tĩnh thì bỗng bên hiên có tiếng một con chim cú cất lên liên hồi. Nó kêu như một người sắp bị giết trong vài giây nữa, đang khẩn khoản kêu cứu vậy. Đột nhiên, tất cả ngọn nến và đèn dầu trong nhà bỗng tắt lụi hết, dù không có bất kỳ một ngọn gió nào. Lư hương trước quan tài của Hồng cũng bốc cháy dữ dội. Mọi người hoảng hồn vội dập tắt đi, và nghĩ rằng do không để ý nên nến cháy bén lửa bốc cháy lên. Cho đến khi mọi người thắp lại nến và đèn một lần nữa, thì chưa đầy một phút sau, nến và đèn lại tiếp tục tắt ngúm, trả lại một màn đêm đen kịch lạnh người. Rồi tự dưng cái lư hương bốc cháy thêm một lần nữa, mà lần này còn cháy dữ dội hơn. Ngọn lửa cao lên tận nóc nhà, nhưng lạ thay, nó không hề bén lửa vào vách lá hay cột nhà, mà chỉ cứ bốc cháy lên dữ dội rồi chùng xuống. Ba của Thành la lớn: "Nè, mau dập tắt lửa đi, kẻo cháy nhà đó." Sau nhiều sự góp sức, cuối cùng thì ngọn lửa cũng được dập tắt. Mọi người ai cũng nghĩ chắc linh hồn của Hồng đang uất hận nên có gì đó chưa thể ra đi. Rồi thầy cũng tiếp tục gõ mõ mà liên tục tụng kinh siêu độ. Mọi người quay ra bàn ngồi trầm tư, không ai nói với ai câu nào, làm cho không gian trở nên tĩnh mịch, u buồn não nề hơn. Một lúc lâu sau, ba của Thành mới cất giọng nói: "Cái chuyện này mà kể tường tận ra, thằng Bình nó nghe được thì không thể đảm bảo rằng nó giữ được bình tĩnh mà không làm chuyện dại dột đâu." Ông trầm tư kể lại, khe khẽ vì sợ trong đó Bình sẽ nghe thấy thì cũng không hay cho lắm. Đúng là đời nào cũng có người tốt người xấu. Đồn trưởng trước cũng đâu có đến nỗi đâu, mà sao cái thằng Tuấn Mập trưởng đồn lần này nó ác ôn mất hết tính người. Gặp con Hồng xinh đẹp như vậy thì làm sao mà nó tha chứ. Tôi nghe thằng cháu làm lính canh trong đó, nó cũng là con của ông Tám ở bên sâm bên đó. Tối hôm đó nó bắt con Hồng về tới đồn, thằng Tuấn Mập gặp được, nó mới đem con Hồng nhốt vô trong khám, tin dở trò đòi bại đó. Đàn ông như nó mà gặp đàn bà đẹp là nó không có tha, huống chi con Hồng là một thiếu nữ trinh nguyên như vậy. Nhưng mà câu chuyện còn đáng sợ, dơ bẩn hơn gấp trăm vạn lần nữa. Rồi ông dừng tay lại, run run hớp ngụm rượu. Thành như không đợi được, liền hỏi dồn ba mình: "Rồi sao nữa ba? Tụi nó làm cái gì mà ghê tởm nữa?" Ông tiếp tục kể: "Sau khi mà nó ép con Hồng không được, xé áo con nhỏ rồi đánh đập, thậm chí là cào xé xác thịt con nhỏ như một thú vui. Sức con gái thì làm sao mà chống được nó. Tụi nó như muốn bỡn cợt để tạo hưng phấn vậy. Vì biết sớm muộn gì con Hồng cũng kiệt sức mà không còn khả năng chống trả nữa. Nhưng mà một điều không ngờ xảy ra là để giữ trung trinh tiết hạnh, biết mình không đủ sức khi rơi vào hang hùm. Con Hồng nó cắn lưỡi, máu me đầm đìa, rồi lao thẳng vô tường mà tự vẫn. Con nhỏ như vậy
mà nó cũng không buông tha. Cái thú tính nổi lên á, chuyện không thể ngờ mà một con người có thể làm được. Nó hiếp cái xác còn hồng rồi dứt xuống mé sông đó. Khi mọi người ra tới á, thì mọi chuyện nó đã rồi. Chú Tư bay rồi ăn thua đủ với nó, nhưng mà làm sao chống lại súng đạn không có mắt. Tao với mấy cái chú hàng xóm á, mới phải kìm cản ông lại, kẻo bi thương lại thêm vài mạng người. Tụi tao đành câm lặng rồi mà mang xác con nhỏ về đó chứ. Nghe xong câu chuyện, cảm giác của Thành như muốn xé tan lồng ngực vì sự căm phẫn. Bỗng dưng tất cả mọi người đều giật mình, vì từ bên trong bóng một người hung hãn bước ra, tay cầm một con dao sắc lẹm. Đó là Bình. Anh xông thẳng ra ngoài, chạy về hướng chợ huyện. Mọi người chạy theo Bình, người túm tay, người ôm chân anh để ngăn lại. Chứ bây giờ ra đó chỉ có nước làm thêm một cái đám ma nữa thôi. Đó là đám ma của Bình. Giằng co mãi một hồi lâu, Bình kêu la thảm thiết. Buông tôi ra, mẹ nó, để tôi chém chết mẹ nó. Tao liều mạng với tụi bay. Anh liên tục gào thét, miệng không ngừng chửi rủa. Bác hai ba của Bình quát lớn. Nè Bình, mày bình tĩnh lại. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh lại con. Nóng vội chỉ làm hư chuyện thôi. Bình bất chợt không dùng dậy nữa, mà quay sang cha mình, mắt ngấn lệ. Anh thỏ thẻ trong sự uất hẹn. Con bình tĩnh nữa được sao ba? Người chết là người con yêu thương, là vợ tương lai của con đó. Là người mà con yêu thương nhất đó ba. Nói xong, anh gục xuống khóc như một đứa trẻ. Ba của Thành cũng lên tiếng khuyên. Bình à, chú biết là con rất là đau. Mọi người ai cũng buồn, nhưng mà người chết không thể sống lại được con. Điều quan trọng bây giờ là lo cho con Hồng, để nó yên lòng ra đi. Mày làm chuyện dại dột bây giờ có bề gì thì bay làm khổ ba má của bay. Nghe chú đi con, bình tĩnh lại con. Phải khó khăn lắm mới lôi được Bình vào nhà. Anh ngồi lặng lẽ bên quan tài của Hồng rồi run run khóc. Hồng à, sao sao em không nói với anh lời nào mà đi vậy em? Anh phải làm sao đây? Em đi rồi, anh cũng không còn thiết sống nữa. Nước mắt cứ lăn dài trên má, rồi ngước lên nhìn xa xăm về hướng vô tận nào đó. Bỗng dưng anh im lặng, tay lau nước mắt, bước ra trước nhà không buồn nói lời nào. Dường như trong đầu anh đang suy tính một điều gì đó. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Duyên Kiếp Tâm Linh của tác giả Philip Lê. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.